nhìn quen không chị? Lan Quý Phường. Đúng không? Hôm nay đi đâu mà đi ngang qua đây và Lan Quý Phường hả? Hôm nay em đến đây để em quay phim với chị nè. Em thấy chị đông quá trời nên em phải bu vô quay coi có cho chị mày. Hello everybody, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Cô Bình Vlog Quyên Quyên. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với Cô Bình Ăn Hàng. Ngày hôm nay Pinky sẽ thực hiện một thử thách mà các bạn bình luận rất là nhiều, đó chính là ăn vặt trước cổng trường. Và ngày hôm nay Pinky đang đứng trước con đường An Dương Vương quận 5. Đây là trường đại học Sài Gòn và sau lưng là trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách ăn vặt trước cổng trường nha. Nhưng mà trợ lý Vi lại có thêm một cái yêu cầu nữa là không phải chỉ là ăn vặt đơn giản bình thường mà phải là thử thách bốc thăm, được bao nhiêu tiền thì ăn bao nhiêu đó, được ít tiền ăn ít ráng chịu. Ok, mình chấp nhận luôn. Chơi, trong này cao nhất là bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Chị cao nhất có 200 ngàn vậy, ăn gì ít vậy? Lỡ trúng thấp nhất mà ăn ít thì sao trời. 100 ngàn cũng được, ăn vặt trước cổng trường là rẻ mà ha, 100 ngàn đủ rồi. Ok, Pinky chấp nhận thử thách 100 ngàn ăn vặt trước cổng trường. Và ngày hôm nay là trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Sài Gòn. Let's go. Kẹo chỉ bán sao vậy chú? 10 ngàn một hả? Cho con một đi. Trời ơi, kẹo này cũng màu hồng rồi đó. Kéo sợi, kéo chỉ. Cảm ơn chú. Yeah. 10 ngàn cho bò bía ngọt kẹo chỉ đầu tiên, bây giờ còn 90. Sao cô nhìn con cười dữ vậy? Cho con một phần lá cảo. Như là bò bía bán sao cô? Bò bía là 20 ngàn là bao nhiêu cuốn? Rồi vậy con một phần bò bía và một phần hoa cảo nha. Là mình đã xài hết 50 rồi. Chị nghĩ là bây giờ mình nên qua xếp hàng qua chán trụng luôn là vừa, chứ không thôi mấy bạn học sinh tan học ra là xếp hàng đông lắm á. Đợi đây nha. Nhìn quen không chị? Lan Quý Phường. Đúng không? Hôm nay đi đâu mà đi ngang qua đây và Lan Quý Phường hả? Hôm nay em đến đây để em quay phim với chị nè. Em thấy chị đông quá trời nên em phải bu vô quay coi có gì trong này. Mình mua nữa không ta? Màu đỏ, màu đỏ đi. Vậy mình phải mua thêm gỏi cuốn. Ủa, gỏi cuốn bán sao vậy chị? 7 ngàn cuốn, lem 2 cuốn được không? Mắm hay tương? Mắm, mang về. 7 ngàn một cuốn là 14 mà còn 20 mà chắc mình mua được thêm 2 nước à. Nước ngọt chị bán sao? Nước ngọt bao nhiêu? Thì chai vậy được. 10 ngàn không? Đi đá cho 10 ngàn. Coca. Lạnh, bỏ ra đá. Bỏ đá đi hả? Bỏ ra đá đi là nhiêu? 10 ngàn hả? Chị hỏi 2 đi. Dạ. Đá nha. Vậy là mình đủ hết tiền luôn rồi, dư 1 ngàn. Rồi ok chị. Đi đây. Trời ơi, không lấy tiền luôn hả? Không lấy tiền luôn hả? Định không lấy tiền. Chị đưa tiền cho chị mà chị hỏi gì đây? A few moments later. Sau khi mua được rất là nhiều đồ ăn thì mình chỉ còn dư 1 ngàn. Đúng chỉ tiêu là xài được hết 100 ngàn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nha. Yeah.
Đầu tiên là cái có há cảo, mình sẽ ăn há cảo nha. Há cảo trước cổng trường. Hồi nhỏ là cực kỳ thích ăn món này trước cổng trường. Nhưng mà sao coi hình như cô quên cho mình tương ớt hay gì đó. Hay là mua mang về. Vội quá. Nãy giờ mấy chị mỗi lần mình mua ai cũng kiểu như bối rối thì nhìn thấy mình xong rồi mấy chị quên. Nãy cái bà bên kia bà quên lấy tiền nữa cho em. Chị đưa tiền cho bà nói cái gì đây? Quên lấy tiền. Đưa tiền mà hỏi gì đây? Rồi ok chị. Đi đây. Trời ơi, không lấy tiền luôn hả? Rồi để xem sau khi thịt tương ớt thì há cảo này như thế nào. Một miếng là phải có đầy đủ rau răm, hành phi, nước tương, tương ớt. Có tương ớt không là ngon hẳn á. Ngon không? Thường á ngon. Há cảo trước cổng trường thì rẻ nhưng mà bột cảm giác hơi nhiều, nhưng mà vẫn ngon, không hiểu tại sao lại vậy. Nói chung là cứ đồ ăn trước cổng trường là thấy ngon. Bây giờ là bò bía nha, mình phải chấm tương ngọt đó. Chấm là phải quậy vậy nè, quên vậy nè. Trời má ơi, xuất sắc luôn á. Nhưng mà bò bía ở chỗ này á sao không thấy trứng nè. Chắc có nhiều chỗ là có trứng đúng không? Camera men ầm. Camera men là phải ầm nè. Ầm. Ngon không? Ngon vậy ăn phải ăn hết cuốn chứ. Nhai lẹ. Đút liên tục. Ăn hết luôn đi. Rồi chấm cái nữa, tự chấm cái. Rồi, bây giờ mình ăn qua gỏi cuốn. Gỏi cuốn này thì nhìn thấy tôm với thịt bự nè, trời ơi, chà ba lửa. Đấy, mình chấm mắm nêm. Trời ơi, cái cuốn nó mập quá thì mập. Cái cuốn nó mập chà ba. Cái mắm nêm chỗ này ngon rồi. Bình thường bên kia ăn gỏi cuốn cũng hơi kén. Tại vì có nhiều chỗ làm cái cuốn rất là to, rất là mập, rất là bự nhưng mà mắm không ngon. Nhưng mà cái chỗ này là cái cuốn vừa to nè. Thịt cắt lát cũng dày, con tôm cắt lát cũng dày. Mà mắm cũng ngon nữa. Này là nói thiệt chứ không phải là tại vì đang quay mà nói nha. Mọi người ai mà thích ăn mắm nêm á là rất nên thử gỏi cuốn ở trước cổng trường Đại học Sư phạm. Phần tinh túy nhất thịt và tôm. Ê. Dạ. Tô bánh tráng, giờ ăn nha. Rồi hồi nãy á, thấy là cái chị chỗ này chỉ xài nước, là nước khô bò đen. Chỗ nào mà xài nước khô bò đen á, thì cái bánh tráng nó thấm, nó ngon hơn, nó đậm đà hơn nhiều. Thôi chỗ này làm ngon quá trời luôn quý vị. Trời ơi, thật là xuất sắc. Thật là sáng suốt và xuất sắc. Khi nghe rồi các bạn làm thử thách ăn mặc trước cổng trường. Ngày mai mình đi rồi. Ngày mai mình quay gặp chủ trường khác đi. Em biết trường nào không? Public delivery được á. Nghe nói nhiều người nói mà delivery ngon á. Mai mình đi quay nữa. Thôi bị gái là ngồi trước cổng trường mấy bạn học sinh nhìn thấy nhiều. Mà mình ăn cứ như một con lợn ấy. Mà mình ăn cứ như một con lợn ấy. Dạ con,
anh Dương lại thẳng hơn chị Pinky. Mồ hôi hột với đổ á, đổ đây mặt. Ôi trời ơi, để lâu quá cái này nè, nó mềm èo luôn rồi nè, thấy ghê không? Để mình ôm cái thứ coi nha. Phân đúng không? Phân đậu hàm chị, cái gì có phân đậu hàm cho cô. Đúng. Có con, có thành gì hết thì anh gà luôn. Thấy nó ngọt ngọt mùi dâu, phải không? Có dừa. Có dừa, có dâu. Cái đó là từ đường, đường kéo nè, mặt gà. Nướng kẹo kéo. Kéo nè, mặt gà, mặt gà. Ừ, lát cho tiền. Ê, thay cái bảng 10 ngàn, trừ ra cống ra là còn. Ôm. Ôm. Mình lỗi cho người Vi rồi mọi người, xin lỗi Vi nha. Mình lỗi cho người Vi rồi. Nhiều một lần chọn pizza mà. Thật là tiền lời hợp gu lan trên chung. Pizza mà, pizza mà, oh. Pizza mà. Nhiều một lần chọn pizza mà. Thật là tiền lời hợp gu lan trên chung. Pizza mà.